trông thế này thôi, thế nhưng mà giá rất rẻ, chỉ loanh quanh tầm giá là 200 triệu đồng. Các bác mình đã có thể là mình mua được ngay chiếc xe này về dùng rồi. Các bác nhìn xem form dáng thiết kế nhìn rất đẹp mắt, và nước sơn rất là sáng bóng sạch sẽ, nhìn như là một con xe đời cao đúng không ạ? Và tôn và khung sườn chiếc xe này rất là cứng và dày dặn chắc chắn các bác nhá. Đấy. Và một dàn lốp đây, các bác nhìn xem, lốp mà anh chủ trước vừa mới thay xong, dàn lốp Michelin, một cái loại lốp rất là tốt trên thị trường. Lốp này đi rất là êm các bác nhá, nó không gây tiếng ồn. Một dàn luôn các bác ạ, một dàn luôn. Đây các bác nhìn xem, một dàn lốp rất là mới luôn này. Các bác mua chiếc xe này mình trước tiên là lợi được một dàn lốp rồi đúng không ạ? Và về độ mới của chiếc xe này đấy ạ, thì để mà nói sẽ ít có những con xe nào mà nó có được mới như con xe này các bác nhá. Cực mới luôn. Xe máy số zin, keo chỉ zin. Đấy, và táp nô của dòng xe này các bác nhìn xem này, thiết kế nhìn đẹp chưa? Đấy, rất là ngầu và hầm hố luôn. Thì các bác nhìn này, đặc biệt ở khu vực này. Em rất kết ở cái khu vực này luôn, thiết kế nhìn độc lạ và đẹp mắt đúng không ạ? Túi khí an toàn được thiết kế ở một số vị trí các bác nhá. Và đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe, các bác nhìn xem những nút bấm nút vặn hệ thống điều hòa của nó như mới luôn đúng không ạ? Như mới luôn. Và đây là cần phanh tay các bác nhìn này. Cần phanh tay của nó cũng chưa bị mòn những cái vân nhựa này, các bác nhìn xem chưa bị mòn vân nhựa luôn. Đấy, với lại vô lăng các bác nhìn này. Đấy, cái cạnh của vô lăng những phần này đấy thường là hay bị mòn. Như con xe này của em đây các bác nhìn xem này. Nó khác gì là một chiếc xe đời 2020-21 đâu, nó quá mới đúng không ạ? Vô lăng quá mới luôn. Có túi khí an toàn được làm ở đây nhá. Và đây là logo của chiếc xe. Chiếc xe mang thương hiệu của Ford và mang tên Fiesta các bác nhá. Máy 1.4 thôi. Nhiên liệu loanh quanh trên dưới 5 lít là mình có thể là chạy được 100 km rồi các bác ạ. Nội thất rộng rãi, chiếc xe là sedan 2 đầu. Số sàn máy 1.4 các bác nhá. Nội ngoại thất của xe thì rất là sáng và tươi, sạch. Đây em mời các bác mình xem chỗ này. Đây cái phần khóa đây các bác nhìn này, rất là sáng luôn này. Đấy, rất là sáng luôn. Đấy, và ghế đây nhá, em sẽ lưng cái ghế này lên một tí. Em sẽ đưa ghế một tí. Chỗ này các bác thấy là có một cái túi để đựng đồ này. Đấy, đây là cốp các bác nhá. Cốp này đựng đồ đây. Và có sách hướng dẫn sử dụng được làm ở trong cốp đây. Đấy. Nói chung là từng cái phần một thì em sẽ quay làm sao chi tiết và đầy đủ nhất cho toàn thể các bác xem các bác nhá. Chiếc xe này đấy ạ, các bác mua về sẵn dùng sẵn đi thôi, không phải làm cái gì. Ngoài có một chút sơn. Đây, một chút sơn chỗ này và một chút sơn chỗ kia. Bởi vì là bây giờ các xưởng sơn người ta nghỉ rồi, bây giờ cũng là 26 Tết rồi đúng không ạ? Các xưởng sơn người ta nghỉ rồi cho nên là em sẽ để nguyên như vậy các bác nhá. Đấy, nói chung là làm cái này nó hết mấy trăm nghìn thôi các bác ạ. Mấy cái chỗ mà xước sơn hết mấy trăm nghìn là xong rồi. Cái đấy đơn giản rồi đúng không ạ? Rất đơn giản thôi. Mua về như nào em quay lên em cho các bác mình biết như thế luôn. Đấy, xe như thế này các bác nhá. Xe mộc nguyên đấy ạ. Hôm qua em lấy, hôm nay em cho vệ sinh và bây giờ là quay lên cho các bác mình xem đây. Bác nào mà đúng chân, bác nào mà đang có tầm tiền như vậy, tầm giá là loanh quanh tầm 200 triệu đồng thì các bác mình có thể là chốt mua chiếc xe này về dùng nhá. Xe quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Các bác nhìn nhá, phần cặp đèn pha của nó như mới luôn này các bác nhìn này. Rất sáng và trong và cặp đèn pha nó nhìn rất sắc bén đúng không ạ? Biển 99 bên Bắc Linh các bác nhá. Đây logo của chiếc xe. Đấy, nước sơn của xe đây. Rất sáng bóng đúng không ạ? Đấy, cặp pha đây. Các bác nhìn xem cặp pha của xe rất đẹp. Lốp dày cả gian, đa trong đúc, có phanh đĩa và có phanh ABS. Bên ngoài đây các bác thấy là có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương nữa này. Kính của xe được dán toàn bộ xung quanh hết rồi nha. Và kính của xe là không bị xước gì cả. Đấy các bác nhìn xe này, không bị xước luôn. Đấy, kính rất là đẹp này. Và trên đây có cần anten này, lóc đây. Chiếc xe sáng bóng cả quanh xe luôn. Có một vài điểm sơn nó bị xước như vậy thôi, chứ còn thì tất cả là còn đẹp các bác nhá. Đấy, tất cả còn đẹp luôn. Các bác nhìn xem này, phần đẹp kính của xe nó còn rất là mới này. Đấy. Cái này đây logo của xe là vẫn nguyên này các bác này. Kính theo xe đây các bác nhá. Tay mở cửa rất là nhẹ nhàng luôn. Keo chỉ của xe tất nhiên rồi là không có bị mất một phân nào cả. Cam kết đảm bảo bảo hành cho tất cả các bác nhà mình. Đấy là chiếc xe không lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Máy số zin các bác nhá. Giấy tờ pháp lý chuẩn. Xa nhận xe hoàn tiền cho toàn thể các bác luôn. Vâng. Còn bây giờ thì các bác mình di chuyển đến cái vị trí này. Xem cho em ở một số vị trí. Phần mép cánh cửa đi. Đấy nha các bác nhá. Các bác xem này. Đồng trong sơn zin rất sáng bóng đúng không ạ? Keo chỉ mép cửa của xe là vẫn còn nguyên đây. Bu lông ốc nhái của xe vẫn còn rất là sáng đẹp. Vị trí này các bác thấy này, nỉ nó còn không bị bẩn. Đấy. Thậm chí là không bị bẩn luôn đúng không ạ? Bốn kính điện được làm vào đây các bác nhá. Ở chỗ này là gương chỉnh điện đây. Và đây là loa check này. Đây là tay cầm, tay nắm, tay bám đây. Đây cầm nắm bám đây các bác nhá. Tay mở cửa đây. Và các bác nhìn xem tất cả xung quanh phần nội thất bên trong, những cái đồ nhựa của nó còn rất là mới.
Đây, rất là mới luôn này. Chưa hề có hiện tượng bị bạc xấu đúng không ạ? Đây là loa chính và chỗ này cho mình đựng đồ này. Và đây là vách cửa này. Đấy, vách cửa đây nóng trong sơn zin các bác nhá. Bên ngoài sơn zin vẫn còn rất nhiều. Tất cả bốn cánh của xe là chưa bị tháo, chưa bị vặn vọ. Đấy, cái phần khóa của xe vẫn rất sáng và chấm sơn màu đỏ đấy, các bác nhìn rồi đúng không ạ? Và chỗ này là có một cái tem này đúng không ạ? Bộ ghế da của xe là không bị rách các bác nhá. Đấy, không bị rách sứt chỗ nào cả. Vị trí này là chỗ hộp cầu chì, còn đây là cửa gió, còn đây là đèn, đèn gầm đây, còn đây là đèn pha đây các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem, quay gần cho các bác xem này. Táp lô rất là mới luôn các bác ạ, như cái đổ nhựa ở chiếc xe này không thể chê được của nó luôn, quá đẹp các bác ạ. Trần nhá, em quay các bác mình xem trần này. Ơi, trần này các bác nhìn này, đỉnh chưa? Rất mới đúng không ạ? Trần không hề là xù xì sập sệ gì cả, và trần của xe lì lốc còn rất là mới luôn các bác nhìn này. Đấy, từ cái tơ lông vẫn nhìn rõ luôn đúng không ạ? Đấy, tấm chắn nắng nguyên nha. Đây là chỗ này là cái đèn nhá. Còn đây là gương chiếu hậu chống chói các bác nhá. Côn số lái của xe rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đấy, từ những cái vị trí nhựa mà bước ra bước vào đây, chỗ này là hay chạm chân vào đúng không ạ? Thế mà nó còn không bị xước các bác nhìn này, nó không bị xước luôn. Gioăng không rách. Nhựa bên ngoài, nhựa bên trong của xe là rất mới. Nhiều con nó ố hết rồi và rách hết cái gioăng này rồi các bác ạ. Sứt mép hoặc là rách rồi. Những cái phần nẹp sườn, nẹp kính này nó cũng sẽ bị cong vênh và nó cũng sẽ bị ngả màu. Như con này của em có nhìn xem, vẫn còn đen xịt đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem này. Kính không xước các bác nhá. Toàn bộ xung quanh của xe là kính không xước này. Kính liền theo xe đây. Kính liền đời. Đây đồ nhựa đẹp chưa? Cửa đóng này các bác nhìn này, đóng mở nó rất là chắc luôn. Và tiếp tục các bác mình cùng xem ở vị trí này nhá. Được chưa? Gioăng cửa này rất mới, không rách. Mép cửa keo chỉ đây. Và những phần nòng trong của nó đây. Chỗ này thì nó có bị đây nhá, cái này là gắn keo nhá. Gắn keo với này gắn keo giấy đấy ạ, băng dính giấy đấy ạ. Đấy nhá, những con vít các bác nhìn này, rất sang bóng. Đây đồ nhựa đây. Bốn tâm đi cánh cửa này. Tất cả những vị trí nhựa này các bác nhìn xem, không khác gì một chiếc xe đời mới đúng không ạ? Bốn kính điện lên xuống rất là nhẹ nha các bác nhá. Đấy, từ cái chân ghế của xe là không bị han. Đấy, bộ ghế của xe thì đẹp căng rồi. Đấy nữa, các bác nhìn xem, nỉ phía sau nó này, quá mới luôn các bác ạ. Và tất nhiên chiếc xe này tuy rằng nó là số sàn và tuy rằng nó là máy 1.4, thế nhưng mà lại chạy rất là ít. Nhiều con máy nhỏ và số sàn thường thường là người ta hay mang ra người ta chạy nhiều. Thế nhưng mà con này của em thì lại chạy rất ít luôn các bác ạ. Và nó là chủ xe đi giữ gìn cẩn thận đúng không ạ, đi rất ít luôn. Các bác nhá, đây em quay cho các bác mình xem chỗ này nữa. Có hai vị trí mà bị sứt sơn, đây là vị trí này và cái vị trí ở trên góc và đầu sốc trước. Đấy, bị sứt thì như em đã nói là sơn hết có mấy trăm nghìn là xong rồi. Đấy, bác nào mua có thể là em cho sơn luôn cũng được. Bây giờ sơn luôn thì mình lại phải nhờ người. Đấy, nhờ người. Có thể đợt trước nó chỉ hai chỗ này mất 500, bây giờ mất 700 nghìn các bác nhá. Đây các bác nhìn nhá, đây là cái lốp của xe này các bác nhìn xem. Giá lốp này anh chủ anh mua là mười mấy triệu đấy ạ. Các bác mua chiếc xe này mình lợi được một dàn lốp rồi đúng không ạ? Ở đây thì có một cái cam. Đấy, có camera đây các bác này. Vâng, biển 99 các bác nhá. Xe sedan hai đầu, cốp sau rất là rộng, to, dài. Form của nó rất đẹp đúng không ạ? Form của chiếc xe rất đẹp luôn này các bác nhìn xem. Dòng for thì các bác biết rồi, khung sườn luôn luôn cứng và dày dặn hơn, chắc chắn hơn tất cả những con xe cùng phân khúc đúng không ạ? Vâng, nãy em quay sơ bên đây rồi thì bây giờ em di chuyển và quay làm sao kỹ cũng như là gần nhất cho các bác mình cảm nhận nhá. Đây các bác nhìn cảm nhận đi ạ. Đây các bác nhìn xem, các bác cảm nhận đi ạ. Quá ok luôn đúng không ạ? Bốn cánh không có một cái chỗ nào bị xước hay là bị bạc xấu cả. Và đồ nhựa bên trong xe là không bị thiếu các bác nhá. Không hề bị thiếu luôn này các bác nhìn xem. Đấy, không hề bị thiếu. Đây, móc khóa sáng này. Có một cái để chê nữa, đấy là cái gioăng này nó bị rách rồi các bác ạ. Đấy. Nhưng mà rách cái gioăng này, chia sẻ với các bác mua hết có 300 nghìn thôi. Có 300 nghìn là một cái gioăng này luôn các bác nhá. Dựng cái đấy thì đơn giản đúng không ạ? Con xe này thì nó có một số cái mà cần phải thay thế, cần phải làm, đấy là sơn và cây gioăng. Đấy có hai vị trí như vậy các bác nhá. Để chia sẻ cho các bác mình
thông tin nó là chuẩn và chính xác. Nói chung là toàn những cái rất là đơn giản thôi, và làm có thể nhanh luôn, thay cái dòng này trong vòng 1 phút là xong các bác nhá. Chỉ trong vòng 1 phút là xong. Và sơn hai chỗ bị xước đó thì trong vòng 3 tiếng đồng hồ là xong các bác nhá, 3 tiếng. Tại vì vừa sơn vừa sấy mà, cho nên là nó cũng chờ. Chứ còn bình thường ra thì phụt sơn thì mất có 10 phút là xong rồi, nhưng mà mình phải chờ các bác nhá, chờ cho khô mà. Đây là vị trí tiếp theo nữa, một cái vị trí mép cánh cửa bên phụ. Đấy, các bác nhìn xem, tổng thành tổng thể, chi tiết đầy đủ, từng những cái chỗ nhỏ như thế này. Em quay kỹ, quay sát, quay thực tế như thế này thì không khác gì các bác đến xem xe trực tiếp rồi, đúng không ạ? Không đến xem trực tiếp nhưng mình có thể là nhìn kỹ ở trên clip này được rồi. Đây nha các bác xem, những cái phần nỉ này nó còn quá mới luôn các bác nhìn này. Những phần tay nắm tay mở cửa xe nó chưa bị bạc xấu này. Loa âm thanh đây, chỗ này đựng đồ đây. Bản đề mép cánh cửa, vách cánh cửa đây. Những cái vòi voi các bác nhìn xem này. Những cái thanh giảm giật này. Đấy, những con bu lông ở đây các bác nhìn xem, nó vẫn còn chấm sơn màu tím đỏ này. Và những cái vị trí bệ bước lên bước xuống của xe nó không bị sứt này, không bị xước này. Đấy, gioăng cửa đây thì không bị rách này, có mỗi cái gioăng kia bị rách thôi, còn lại là không bị rách cái nào các bác nhá. Đấy, xe như nào thì em để nguyên như vậy, em quay ra cho quay cho các bác mình xem đây này. Đăng kiểm đây, tháng 8 năm 2023 mới hết đăng kiểm, rất dài đúng không ạ? Còn gần 1 năm nữa cơ. Lóc đây. Được chưa ạ? Như vậy là cái khu vực nội thất bên trong em đã quay cho các bác mình xem rồi. Bên ngoài đi, bên ngoài có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương đây. Đấy. Cái phần va đờ sốc này nói chung là không thể tránh được đâu các bác ạ. Đi mình quệt quạc mà bị xước như này là không thể tránh được này. Nếu mà ai mà tay cứng thì có thể là ít bị, nhưng mà ai mà mới tập lái được thường là hay bị quệt nhiều, đúng không ạ? Đấy nhá, các bác xem đi. Em quay các bác xem gầm nữa luôn này. Ở đây em quay thêm chỗ này cho các bác xem nữa đi. Đây các bác nhìn nhá, cái phần đẹp kính của xe nó quá là mới này. Và đây nữa, đúng không ạ? Kính của xe không xước các bác nhá. Gầm sàn đây các bác nhìn xem này. Để mà nói mục mọt hay là bị xấu ở dưới gầm của dòng xe Ford thì cực khó, bởi vì là dòng này nó dày mà. Ở chỗ này vẫn còn nỉ nhá. Dòng xe Ford này khung sườn, tôn vỏ, gầm bệ, sàn của nó rất là dày và cứng các bác nhá. Đấy, chạy dòng này thì sướng hơn Vios rất là nhiều. Xăng ăn như Vios luôn. Đấy, xăng ăn như Vios luôn. Đấy mà rẻ hơn Vios đúng không ạ? Mà dáng đẹp hơn Vios, chạy sướng đầm chắc hơn Vios cực kỳ nhiều các bác nhá. Đấy, mà lại hiện đại hơn nữa đúng không ạ? Chúng mà bác nào mà đang đi tìm những chiếc xe Vios tầm giá loanh quanh 2 đồng thì các bác mình nghiên cứu sang chiếc xe này để mình cảm nhận thêm các bác nhá. Đấy, có thể mua, có thể là chưa mua. Đấy, có thể xem để biết, có thể xem để mua. Dạ vâng. Ok nha các bác xem đi ạ, nốt nhá. Tiến về máy bác xem. Máy của em vẫn zin luôn, máy xe này của em vẫn zin luôn nhá. Mời các bác đến địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe nhá. Phương diện 225 Trường Chinh. Bác là không đến được, bên em có thể ship đến tận nhà cho các bác. Ship chuyển xe đến tận nơi cho các bác nhá. Đấy, cabo em đã hé lên rồi. Bây giờ thì em chỉ việc lưng lên thôi. Đấy, có đổi xe. Để biết thêm và có thể chốt giá trên điện thoại, các bác liên hệ cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nha. Dạ vâng. Hỗ trợ trả góp cho những chiếc xe đời cao 2015-16 trở lên các bác nhé. Các bác hãy alo và kết nối Zalo cho bên em cho ba số đó để được biết thêm thông tin, được chốt giá, để được làm sao tư vấn kỹ hơn các bác nhá. Các bác xem khoang máy đi ạ. Đây cabo đây, cabo đây cái để trong nóng nó vẫn còn nguyên này các bác này. Và đây là cái phần khoang máy đây, máy của xe là máy 1.44 máy rồi các bác nhá. Máy của xe rất là ngon, sáng sạch đúng không ạ? Đây. Máy rất là sáng sạch gọn gàng luôn này. Máy số cực kỳ ngon, cực kỳ chất. Bên em đã kiểm tra test máy số rồi. Và máy số vẫn còn zin các bác nhá. Rồi ok chưa ạ? Các bác xem đến đây thì các bác mình đã thấy thích chiếc xe này chưa ạ? Thấy thích rồi alo sớm bên em để chốt giá đẹp nhất các bác nhá.
Đấy, giá thì có thương lượng mà bên em đưa ra giá thì các bác mình có thể là mình trả giá hoặc là mình thương lượng như kiểu mình mua mớ rau đấy ạ. Dạ vâng. Mớ rau các bác mình cũng phải trả giá và thương lượng mà đúng không ạ? Xe ô tô nó không khác gì các bác nhá. Xe ô tô mới còn được, còn bớt được cơ mà, không nói gì ô tô cũ đúng không ạ? Nếu bác nào mà đang ngồi rảnh tay nhấn cho em xin những cái lần like như thế này và những cái lần chia sẻ nữa, em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và bác nào muốn xem thêm những chiếc xe khác của bên em đây thì mình hãy nhấn đăng ký, nhấn theo dõi, nhấn hình quả chuông ở bên cạnh để xem thêm những video mới của bên em đăng lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng các bác nhá. Rất nhiều xe, rất nhiều video đăng tải lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng luôn. Vâng, vâng, và bây giờ thì em sẽ được kết thúc và tạm dừng video này tại đây. Gặp lại các bác mình trong chương trình lần sau nhá. Xin chào tạm biệt các bác ạ.